Đi trễ 10 phút nửa tiếng 2 3 tiếng cũng không vấn đề gì hết. Chủ yếu là mình lo công việc ok. Đúng là được rồi, công việc mình ok là được. Rồi em ăn uống em làm gì dạ? Em không biết nữa anh. Chị đã tính nghỉ công ty rồi, tính nghỉ luôn á. Tính nghỉ luôn rồi, mới xin nghỉ luôn. Nghỉ luôn làm gì? Tính nghỉ luôn nhà buôn bán. Mà cái mẹ thì bà không cho. Bà nói người ta giờ 100 người bán hả? Chị có nghe nói tiền ứng nó chuyển với thẻ hay là mình ứng tiền thẻ luôn. Chuyển thẻ. 20 nó chuyển luôn. Thì người nào có thẻ thì lấy tiền mặt. 20 21. 21. Ừ, 21 mới chuyển. Chuyển gì sớm? Sợ cho hết rồi. Chứ hết gì nó sợ chuyển sớm. Đúng rồi, sợ chuyển sớm ngày này nghỉ hết rồi ai làm. Đúng ngày nó mới chuyển. Còn tiền thưởng là 20 nó mới chuyển rồi. Không, chuyển lượt á. Thường hả? Vậy là sao nãy đăng thông báo là bữa 20 chuyển ta? Quá 20 hả? Ồ, đây nè. 20. Nếu không quá vậy 20 thì 20 đó. Ồ. Tại bữa chị nghe con Mạnh nó nói là chuyển lượt. Ừ, rồi chứ hồi nãy tự nhiên nó thông báo chuyển. Đó là nó nói là ngày 20, còn ngày làm 20 ai năm cũng đi làm một tháng là có mùng 5 nó mới chuyển. Hôm nay tôi được thêm 2 triệu nữa đó. Ngon ha. Em vừa gọi được 1 triệu, năm nay 1 triệu nữa là 2 triệu. Dạ, nữa em ngon. Có 20 mới chuyển. Ai không đi ngày 20 thì có ngày 5 tháng 2 không có. Đấy là nó có là cao. Không, tụi tôi xuống ngày mai tụi tôi đi làm không phải là không quá à. Mệt mới. Nói nhiều vậy. Ủa sao cứ ngắt rồi ta?